Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Đinh Hoàng Nhân. Thì hôm nay cái nội dung chúng ta phân tích cực kỳ nóng với cô chú anh chị, liên quan tới 20 cán bộ đã bị sờ gái và xử lý liên quan đến vụ việc của ông Thích Chân Quang. Và bản thân tôi nghi ngờ là ông Quang đã bị cơ quan chức năng của chúng ta bắt rồi. Ok, cụ thể là như thế nào thì từng bước chúng ta sẽ phân tích kỹ về nội dung này. Nói rồi thời tới cản không nổi của chú anh chị đó. Liên quan đến vụ việc này thì căng lắm đó. Thầy Thích Minh Đạo, mọi người thấy một người tu chân chánh thì dần dần đẩy ra. Nhưng mà ở đây tôi thấy lạ một điều là như thế này của chú anh chị. Ví dụ như xử lý một số cán bộ sai trái liên quan đến vụ việc của ông Thích Chân Quang, như vậy thì có xử lý một số người trong ban trị sự sai trái trong vụ việc ông Thích Chân Quang và ông Minh Đạo hay không đó. Đây là một cái câu hỏi mà chúng ta đặt ra khá là bài bản liên quan đến cái vụ việc này. Ok mọi người, thì trước khi vào phân tích, cô chú anh chị cho em một đăng ký kênh và một like. Em cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều luôn. Cảm ơn mọi người. Và chúng ta đi thẳng nội dung. Ở đây mọi người thấy, đầu tiên nhất là chúng ta thấy cơ quan chức năng của chúng ta cũng đang ngầm xử lý, chứ không phải là không có nha cô chú anh chị. Mọi người thấy luật pháp là luật pháp thép, mà thời này thời của bác Tô nữa, rồi thêm của bác Nơi nữa, nên là không thể nào mà bỏ lỡ được với cái lình xình và liên quan đến vụ việc ở trên mạng loan truyền rất là nhiều những cái thông tin sai trái của ông Thích Chân Quang liên quan đến lấn rừng và chặt phá rừng phòng hộ. Thì qua cái vụ việc này thì cô chú anh chị thấy bài báo cũng đã đưa tin về việc của ông Thích Chân Quang, qua đó thì cũng xử lý luôn 20 cán bộ dính dáng tới cái vụ việc của ông Thích Chân Quang, từ bao che cấp đất sai rồi thậm chí là dẫn đến chặt phá rừng đủ thứ. Ở đây thì cái bài báo Công Thương là cái bài báo mà cô chú anh chị thấy đây là bài báo đảng. Thì cụ thể như thế nào thì cô chú anh chị coi cái tựa đề báo nha. Đây là cái tựa đề báo nha cô chú anh chị. Từ đề báo nè: tạm dừng chuyển mục đích sử dụng 2,5 ha đất rừng cho chùa Phật Quang của sư Thích Chân Quang. Ở đây trước hết thì cái tiêu đề bài báo thì chúng ta phải suy nghĩ rằng là cộng đồng mạng chúng ta là người rất quan trọng. Tại sao? Tôi nói thật mọi người, nếu như mà cộng đồng mạng không lên án, hoặc là nếu như mà cộng đồng mạng không nói về ông Thích Chân Quang, nếu như cộng đồng mạng mà không tìm hiểu đó, các kênh YouTube, các TikToker, các Facebooker, mà nếu như không tìm hiểu hoàn cảnh của ông Thích Chân Quang thì 2,5 ha rừng này đã cấp rồi. Tại vì chúng ta dùng cái từ tạm dừng nè, cô chú anh chị thấy dùng cái từ tạm dừng nè, thấy không? Đó, tạm dừng lại. Rồi ok, chúng ta đã tạm dừng như thế nào đây? Ở đây thì tôi chỉ đọc cái tiêu đề và chính những cái bài báo thôi, ha cô chú anh chị. Tại cuộc họp Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thông tin về xử lý cán bộ khi xảy ra những vi phạm tại chùa Phật Quang. Tôi đọc cái khúc này, cô chú anh chị coi trên màn hình nha. Cô chú anh chị coi lên màn hình. Xử lý 20 cán bộ địa phương đã xử lý rồi, từ giám đốc sở xây dựng, sở tài nguyên, sở môi trường và ban quản lý rừng thị xã Phú Mỹ cho đến lãnh đạo cấp xã. Có người thì hết thời hiệu xử lý, có người thì bị kiểm điểm. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói: cấp rừng, chặt phá rừng, có người thì hết thời hiệu xử lý, có người thì bị kiểm điểm. Xử gì nặng quá trời vậy? Xử gì nặng quá, chặt phá rừng, lỡ như người dân chặt phá rừng sao? Cái này là thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng, dẫn đến rừng phòng hộ bị xâm chiếm nặng nề. Mà cái gì mà người thì bị xử lý, người thì bị kiểm điểm, người bị hết thời hiệu gì. Thôi nói chung ra thì đây cũng là một cái bài báo của chúng chị. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã xử lý rồi, mà đã nói là xử lý đối với một số cán bộ thì không có lý nào lại không xử lý đối với ông Thích Chân Quang, đúng không? Cái quan trọng ở đây là vì sao cán bộ phải giúp đỡ cho ông Thích Chân Quang? Cái đó mới là vấn đề, đúng không? Cái việc mà sai phạm, thiếu trách nhiệm hoặc là làm lơ để cho ông Quang xây dựng thì không nói. Nhưng mà 2,5 ha không phải là một cái chuyện ít của chúng chị. 2,5 ha, cô chúng chị nghĩ coi, đúng không? Một ha là 10 công, là 20 công, tức là 25 công đất tại thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu. 25 công đất này, cô chú anh chị nghĩ coi là cái diện tích nó phải lớn. Mà vì sao cán bộ phải là giúp sức hoặc là tạo điều kiện cho ông Quang này chặt phá?
Đó. Vì sao đó, lại cho phép xây dựng? Vì sao phải cấp? Đọc tiếp cô chú anh chị, đọc tiếp nha. Về việc giao đất cho chùa Phật Quang, ông Đặng Minh Thông chia sẻ thông tin về cuộc họp 1,1 ha của chúng ta mới chuyển đổi một phần vì nó phù hợp với quy hoạch thì ta làm trước. Nhưng khi làm trước thì không thể giao được vì khu đất không thể giao nhiều giấy nên chúng ta dừng lại đến lúc tiếp tục chuyển đổi 1,4 ha nữa. Vừa qua thì lình xình như thế nên dừng lại luôn. Ok mọi người thấy. Nếu như không có lình xình trên mạng thì sao? Cô chú anh chị thử nghĩ không? Ở đây có một vị đã trả lời nè. Đó. Liên quan đến cái vụ việc là 1,1 ha trước đã cấp rồi. Đó. Còn 1,4 ha sau là đang chuẩn bị cấp nhưng mà liên quan đến cái vấn đề lình xình trên mạng nên dừng lại. Đó, tôi đặt giả dụ như bây giờ nếu như không lình xình trên mạng thì có phải là cấp luôn hay không? Nên đây cũng là một cái vấn đề mà chúng ta thấy đối với cái việc sai phạm, nó đã sai phạm kéo dài trong suốt một khoảng thời gian dài và cái việc thiếu trách nhiệm đôn đốc nhắc nhở kiểm tra cũng đã được cơ quan chức năng của chúng ta xử lý một cách rất nghiêm khắc đó, rất nghiêm khắc. Và tôi nghi ngờ là ông Thích Chân Quang này cũng đã bị cơ quan chức năng tóm rồi cô chú chị. Nếu như đã xử lý cán bộ, nếu như đã triệt để đối với cán bộ thì việc của ông Quang chắc chắn phải xử lý, đúng không? Tại vì liên quan đến cái điều khoản quy định của pháp luật, tức là hiến pháp năm 2013 và điều bộ luật dân sự năm 2015 của chúng chị đó, 103 của hiến pháp năm 2013, ví dụ như những cái trường hợp mà gây an ninh trật tự chính trị xã hội hoặc là thần phong mỹ tục của đất nước à, và liên quan đến cái vụ việc là trẻ em tuổi thành niên hoặc là những cái trường hợp bí mật quốc gia thì cơ quan chức năng có quyền điều tra và xử lý. Mà mọi người thấy ở đây Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã nhấn mạnh là đã xử lý 20 cán bộ liên quan đến cái việc của ông Thích Chân Quang. Mà đã là xử lý cán bộ thì trước hết phải xử lý người kia mới điều tra ra được cán bộ, đúng không? Như vậy thì cái lời của cái ông kia nói lúc trước là cơ quan chức năng đã bế ông Thích Chân Quang thì chắc có lẽ là tôi nghi ngờ là có thật. Đây thì chỉ nghi ngờ thôi nghe cô chú chị. Tại vì những cái lời chia sẻ của một bác nông dân kia thì mình cũng không biết là đúng hay sai. Nhưng mà qua cái vụ việc hiện tại và qua cái thực tế thì tôi nghi là ông Thích Chân Quang đã bị cơ quan chức năng của chúng ta xả rãi. Đó, mọi người thấy chưa? Như vậy thì nói cho cùng á, là cộng đồng mạng của chúng ta rất là quan trọng, đúng không? Rất là quan trọng. Nếu như không có chuyện đình xình, nếu như không có những cái scandal của ông Thích Chân Quang thì tiếp tục 1,4 ha, tức là 14 công đất sẽ tiếp tục cấp cho chùa Phật Quang. Cấp cho chùa Phật Quang. Đó, như vậy thì mọi người thấy rõ. Thầy Thích Minh Đạo đất bán đất của cha mình đi vô mua để tạo nên cái tu viện Minh Đạo. Thì cống hiến cho Phật giáo, cống hiến cho giáo hội. Một người làm sai đủ thứ lại xét cấp đất rừng để phát triển chùa chiền. Cô chú anh chị thấy cộng đồng mạng lợi hại không? Và cũng ta đem so sánh thử đi. Chúng ta đem so sánh thử. Coi coi là vị nào là được và vị nào không. À, một người tu chánh đạo, một người tu chánh pháp bán đất nhà để mua đất cống hiến cho giáo hội làm một cái tu viện để nhằm mục đích nuôi trẻ mồ côi, nuôi dạy trẻ cho nên người đó. Một người thì lấn chiếm đất rừng phòng hộ, thậm chí xây dựng trái phép, thậm chí không được phép nhưng mà lại được tiếp tục cấp đất nếu như cộng đồng mạng không lên án. Như vậy thì cô chú anh chị nghĩ coi, đối với cái việc này nó có bao nhiêu sự mờ ám. Và vụ việc của ông Quang và một số cán bộ ở đây, chúng ta đặt ra câu hỏi là xử lý như vậy đã thỏa đáng chưa?
và việc một số cán bộ là ban trị sự của giáo hội có bị xử lý hay không, vì để xảy ra sự quản lý này, đúng chưa? Cơ quan chức năng của chúng ta thì mọi người thấy rồi đó, đó. Cán bộ sai thì điều xử đó. Luật pháp nghiêm là chỗ đó của chúng chị, không bỏ trừ một ai, không có vùng cấm. Nhưng mà một số người ban trị sự lại sai trái về cách quản lý, thiếu sót, chủ yếu là vì kiếm tiền. Tôi chỉ nói một số cá biệt nha, không qua đũa được. Tại thị xã Phú Mỹ thôi là một số người, còn lại thì rất tốt. Nên là có xử lý những người đó hay không? Trong một khoảng thời gian dài sai trái trầm trọng, thiếu kiểm tra đôn đốc, cách xử lý thì trì trệ, có chức sắc trong giáo hội nhưng mà lại để tình trạng sai trái kéo dài. Nên là nói cho cùng cô chú anh chị, quá trời, tôi nói thật mọi người, nếu như xét về trường hợp của ông Thích Minh Đạo và trường hợp của ông Thích Chân Quang thì tôi nói thật quá tội nghiệp thầy Thích Minh Đạo của chú anh chị. Tôi cũng không biết nói sao bây giờ, nói cho nó đúng. Cắn răng chịu đựng, tôi nói thật mọi người, một thầy tu mà nói ra như vậy thì tôi nói thật ở ngoài nó bị áp bức dữ lắm của chú anh chị. Áp bức về tư tưởng, áp bức về tâm lý hoặc áp bức về đủ thứ. Mọi người thấy một thầy đừng có nghĩ thầy không nghĩ gì hết, thầy cống hiến cúng dường tu viện Minh Đạo cho giáo hội. Con người chúng ta phải có lòng tin, nếu như chúng ta xung quanh không còn tin tưởng ai nữa. Mọi người thấy nói từng câu từng chữ của thầy Thích Minh Đạo mà nghe rớt nước mắt. Còn trong khi đó Ma Tăng, Sàm Tăng thì hoành hành. Đến lúc rồi cô chú anh chị, đến lúc rồi. Đó thì hôm nay thì một số cán bộ dính chàm, tôi mong rằng là cơ quan chức năng cũng sẽ đề bạt tiếp xử lý một số cán bộ trong ban trị sự của giáo hội tại thị xã Phú Mỹ, vì dẫn đến cái việc sai trái này. Và trong ban trị sự giáo hội chưa chắc gì cái việc xây dựng thua kém đối với ông Thích Chân Quang. Vì qua những cái bài báo năm 2018 chúng ta có cơ sở chứ không phải là không có. Có cơ sở. Bài báo năm 2018 thưa kiện về việc của là tranh chấp đất đai. Trong khi đó ban trị sự ở đây có một vị thầy tên là Thích Thiện Thận. Đó. Chưa được quyền hoặc là chưa phải là chủ sở hữu của một ngôi chùa mà đưa lính đưa người xuống để sửa chữa xây dựng. Như vậy theo quy định của pháp luật vẫn là trái phép, theo quy định của giáo hội vẫn là chưa được, và kể cả không xin giấy phép xây dựng của sở xây dựng của thị xã Phú Mỹ mà vẫn xây dựng. Mà nếu như có cấp giấy phép xây dựng thì nó lại sai quy định. Tại sao? Tại vì cái người chủ sở hữu với cái người mới có quyền là xin xây dựng, đúng không? Mà cái ông này chưa được chủ sở hữu. Nếu như có cấp giấy thì rõ ràng là sai quy định. Còn nếu như không có cấp giấy thì ông này xây dựng trái phép. Rõ ràng như ban ngày. Nên là qua cái vụ việc của ông Quang thì mong rằng cơ quan chức năng cũng thanh lý thêm một số vấn đề ở đó nữa. Một số nơi ở đó nữa. Đúng không? Đương nhiên cái vị thầy thì đương nhiên mình cũng không nói gì nhiều, tại vì cái việc ở đây là báo chí đưa tin thôi. Còn thầy thì không biết là đúng hay sai thì cái đó để cơ quan chức năng người ta xử lý. Đó. Biết đâu chừng về việc xây dựng trái phép này để nhằm mục đích phát triển giáo hội, rồi nhằm mục đích là mở rộng, rồi giúp đỡ nhiều người, tôi nói ví dụ vậy. Thì đây cũng xuất phát từ một việc làm tốt, nhưng mà cái việc này đó, nó đã rình rang lên rồi. Thì mong rằng cơ quan chức năng của chúng ta vào cuộc để điều tra cho sáng tỏ. Nếu như các vị thầy là tốt đó, thì trả lại sự trong sạch cho các vị thầy. Còn nếu như các vị thầy là xấu thì phải xử lý để răn đe. Chứ đây chúng ta không quy chụp và cũng không nói xấu, đúng không? Đây là một cái vấn đề mà chúng ta nói thẳng.
từ lâu rồi mọi người thấy đối với một số ngành nghề thì được kiểm tra nghiêm ngặt, nhưng mà ở trong giáo hội ít ai kiểm tra. Vì sao? Vì đây là một cái vấn đề linh thiêng, hay là nói cách khác hơn là một cái nơi mà tịnh tâm tu tập. Nó ảnh hưởng tới rất là nhiều về cái mặt khác. Tôi nói mặt khác thôi, còn những mặt khác thì tôi không nói. Ý là tôi nói mặt khác, nhưng mà những mặt khác tôi lại không nói. Tại vì mọi người thấy ví dụ như bên nước ngoài người ta nói này nói nọ, hoặc là những cái diện hợp khác, người ta nói lợi dụng vào vấn đề tôn giáo đó. Nên là ở trong bên các thế lực khác thì thường thường là lợi dụng vào vấn đề dân tộc, tôn giáo để nhằm mục đích xâm nhập vào đất nước. Nên đến lúc cần phải thanh lọc lại, những vị thầy nào tốt thì trả lại sự trong sạch tốt cho thầy, còn những vị thầy nào xấu thì phải xử lý nghiêm đối với pháp luật để răn đe, để tránh những trường hợp sau này để tiếp tục trà trộn vô tiếp. Đúng không? Cái này là rõ ràng. Ở trên nhìn nhận của chúng ta cũng vậy, và ở trên báo đài cũng thường nói, tức là hiện nay các thế lực ở bên nước ngoài lợi dụng vào vấn đề dân tộc, lợi dụng vào vấn đề tôn giáo để nhằm mục đích xâm nhập vào nhà nước ta. Đó. Mà bây giờ nếu như không kiểm tra, không xử lý một cách kịp thời thì đây cũng là một cái kẽ hở lớn. Biết những người đó là ai, đúng không? Nên đây cũng là một cái vấn đề mà chúng ta đặt ra. Đương nhiên cái này chúng ta phải chờ đợi và tôn trọng cơ quan chức năng khi đưa ra một quyết định. Đúng không? Khi đưa ra một quyết định. Ok mọi người, thì cái clip hôm nay em dừng tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Cảm ơn mọi người. Chào mọi người và hẹn gặp lại.